có những cái đoạn đường mà nó thuộc về cái loại đường thứ nhất, có những đoạn đường nó thuộc về loại đường thứ hai, và có những đoạn đường thì cái loại đường thứ ba bắt buộc phải hướng đến. Do đó thì tổ trình bày ra cái loại phân loại như vậy cho chúng ta có thể đi tìm hiểu và học hỏi thêm. Đầu tiên thì chúng ta thấy là đó là ba loại người nào, ba loại người nào, và sự phân chia này nó dựa trên cái bản chất của loại người. Và dù loại người nào thì chắc nó vẫn có một cái điểm chung rất là căn bản, điều này chúng ta đã nghe đi và rất nhiều lần, nhưng mà vẫn phải nhắc, luôn luôn nhắc lại để không bị quên. Một mục đích chung của tất cả những loài, dù là loài người, loài trời, loài chúng sanh, địa ngục, loài quỷ, hay là tương lai, thì ngày xưa theo những văn bản trước thì chỉ có ngũ thú, và sau này thì mới thành lục đạo. Thì xưa thì Atula và Thiên được gom chung lại. Thì tất cả dầu là loài thấp nhất cho đến loài cao nhất như là mặt trời thì vẫn có một mục đích chung, đó là không muốn bị khổ đau và muốn được hạnh phúc an lạc. Dầu chúng ta đặt cái điều kiện và cái điều kiện để đạt được hạnh phúc như thế nào mới chẳng được, nhưng mà cái mục đích vẫn là hạnh phúc, vẫn là hạnh phúc. Thì điều này là hoàn toàn không có khác biệt, tất cả chúng sanh đều giống nhau, không có khác biệt. Nhưng mà khác biệt ở đâu? Khác biệt ở cái sự mong muốn nơi chúng sanh là muốn hạnh phúc trong cái thế tục này, hạnh phúc trong luân hồi tiếp tục nhưng mà vẫn hạnh phúc, bị trói buộc trong luân hồi nhưng mà hạnh phúc. Thì đó các vị tổ gọi là đây là mọi người với căn cơ thấp, bậc thấp. Thì Đức Thế Tôn cũng dạy cho những người này tu tập, chứ không phải không, không phải Đức Phật thế đâu, cái này nó căn cơ nó thấp không được dạy. Ngài dạy cái gì? Ngài dạy điều mà chúng ta đang học, đó là ngũ giới và thập thiện. Ngũ giới và thập thiện là những cái giáo pháp cho những người chỉ muốn an lạc trong cuộc đời thôi, không muốn ra khỏi sanh tử luân hồi. Và tiếp nữa thì có những vị muốn hạnh phúc mà không bị trói buộc, không bị trói buộc, thì đó là những bậc căn cơ bậc trung, bậc trung tức là hàng thanh văn và hàng duy giác, muốn ra khỏi sự tử luân hồi nhưng mà chỉ nhắm đến cái hạnh phúc của cá nhân, mình muốn ra khỏi. Thì Đức Phật dạy cho những cái giáo pháp tương đương như là tư đế, như là các pháp duyên khởi, thì nó thuộc về giáo pháp cho những vị tu tập. Dĩ nhiên cái điều đặc biệt ở đây cần phải nói ngay chỗ này để bà con mình sẽ quên rồi, cái nó vướng ở chỗ này rồi mới mốt chúng ta nghĩ là tứ đế là chỉ cho hàng thanh văn. Xin thưa tứ đế, nếu mà chúng ta học pháp sâu thì nó không phải là chỉ là bốn, mà bốn nhân bốn là thành 16, tức là khi mà mình mà đi vô luận của các hàng không ra nó rất là sâu sắc, và tùy theo cái level nào, tùy theo cái độ sâu của cái pháp đó thì cũng là tứ đế, mà tứ đế cho thanh văn, và cũng là tứ đế mà tứ đế cho duyên giác, và cũng là tứ đế mà tứ đế cho bồ tát, nó trùng 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 ở trong đó. Thì chúng sanh nếu mà chỉ nâng nghe đây thì cái đạo của Đức Phật hay là cái thừa của Đức Phật không thể gọi là Phật thừa, thì nó không đưa chúng sanh đến quả vị Phật, không phải là cái chiếc xe trâu mà Đức Phật muốn cuối cùng này cho chúng ta. Cho nên Đức Phật
đó là giáo pháp của những người này tìm an lạc ở đâu, tìm hạnh phúc ở đâu. Hạnh phúc của những vị này vừa ở ta bà, tức là vừa ở thân hồn mà vừa ở niết bàn, không phải chỉ ở trong luân hồi hay là chỉ ở trong niết bàn, mà vừa trong luân hồi mà vừa trong niết bàn. Điều này nó khó hơn, nó đòi hỏi vị hành giả phải nỗ lực hơn và có những cái sự vận hành của tâm khác biệt hơn. Mà cái sự vận hành của tâm này, như hồi nãy đã nói, đó là tâm bồ đề, đó là tâm bồ đề. Thì chính cái tâm bồ đề này, chính cái tâm bồ đề này cho vị hành giả năng lực để vừa trụ ở trong cái hạnh phúc của niết bàn mà vừa đi ở trong ta bà để mà làm những cái việc cầu sanh, những cái việc cầu sanh. Thì ở đây chúng ta thấy chúng sanh luôn luôn hướng đến một mục tiêu, một mục tiêu mà như hồi nãy đã nói, hạnh phúc và không bị khổ đau. Mục tiêu này thì chia làm hai, là ở trong cõi này và ra khỏi cõi này. Thì các ngài mới tạo những cái giáo pháp tương tự như vậy cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái giáo pháp đại thừa, thì chúng ta đi trên con đường đại thừa thì chúng ta cần phải nắm cái giáo pháp đại thừa. Cái giáo pháp đại thừa cũng chia thành hai phần như hồi nãy cũng vừa nói, cái gọi là ba la mật hay là lục độ này đó. Thì cái phần đó thuộc về gọi là hiến giáo, và cái phần mật chú này đó thì gọi là mật giáo. Một vị hành giả đi trên con đường đại thừa như vậy thì đều có thể vận dụng cả một hoặc là cả hai trong hai con đường này để thành tựu cái lộ trình của mình, tuy nhiên như chúng ta thường đọc ở trong các kinh đại thừa, lâu lâu chúng ta thấy Bồ Tát mới nói là cái pháp này bất khả tư nghị, tức là không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ là dùng cái năng lực của nói bộ não đi, của bộ não để phân tích thì gọi là nghĩ bàn, và dùng cái năng lực của ngữ nghiệp của cái miệng để mà phân tích, thì bây giờ không thể dùng cái năng lực của bộ não, tức là logic, để mà phân tích, không thể dùng năng lực của ngôn ngữ diễn bày để mà phân tích, thì lúc bây giờ phải dùng cái gì để hiểu đây? Thì cái này ở bên hiến giáo chúng ta gọi là tâm ấn tầng. Khi một vị có được một cái kinh nghiệm, và cái kinh nghiệm này cần được khảo nghiệm, cần được chứng nhận, thì vị này mang cái kinh nghiệm của mình đến gặp một vị đã có cái kinh nghiệm này rồi, và cần cho vị này xác định là kinh nghiệm của mình đúng. Và cái này không thể dùng lời để mà diễn đạt, không thể dùng lời để mà phân tích, không thể dùng ý niệm để phân tích. Cho nên lúc bây giờ chư tổ thì tâm dùng ấn chú, ngài năm tế hết mình tiếng, đó là thần chú của thiền tâm. Ngài lên tới và
bảy tên ấy đánh một cái, đó là ống của thiền tập. Chúng ta thấy không phải hiến giáo không có mọc chú hay là mọc ống, vẫn có, nhưng mà khác với cái bên mọc chặt. Khi chúng ta hiểu được điều này để làm cái gì, để chúng ta mới thấy được cái hoạt động của mọc giáo nó không ra ngoài những cái mà giống như bên hiến giáo, nhưng mà nó lập thành cái hệ thống. Cái mà ngài Lâm Tế vận dụng hay là các vị tổ sau ngài Lâm Tế vận dụng, nó không lập thành hệ thống được, không thể copy được, không thể bắt chước. Không phải là cứ hở một vị đó đến rồi cái này hỏi Phật là gì, rồi cái này đó nói Phật là giác, cái này phải đánh thay, bắt buộc cái người phải đánh thay cái vị đó đứng bên, không phải. Rồi cũng phải trả lời theo một công thức gì đó à, thì cái này không thể áp dụng ở trong diễn giả. Mà nếu mà áp dụng như vậy là nó biến thành cái gì rất là kỳ cục, nó không còn là pháp nữa, nó còn nó thành một cái chết hẳn luôn. Mà trong khi thiền tông là một pháp sống, vì sống như vậy nên phải cần một người ứng chứng phụ tượng, không thể ứng, thậm chí là sau này một số vị nó tôi có ứng chứng qua sách vở. Cái điều này trên thực tế nó không phù hợp với cái truyền thống của thiền tông, không thể dùng kinh mà tự mình ứng chứng. Bởi vì sao? Cái điều này cũng là gọi là lấy lại từ khi Đức Thế Tôn còn tại thế. Tức là một vị đã chứng A La Hán, một vị đã chứng A La Hán thì lúc bấy giờ phải có những vị A La Hán chứng nhận cho vị này biết rằng, ô, thì ra ông đã là A La Hán. Đôi khi vị này không biết mình là A La Hán, giống như câu chuyện mà chúng ta cũng thường nghe kể. Tôi là, và vì nó không ai, giả sử
mình tu pháp cho mình rất căng. À, mình trì đúng tự hải minh chú của mình như quý vị này, mình quán chiếu quán tưởng này, tu đến mức độ mình thấy tôi và ngài quán tâm không hài. Tại sao không hài? Vì mình phát hiện trong tôi có đại từ đại bi cho nên không hài. Chứ không phải không hài vì mình thấy cái trách nhiệm mình giống quan tâm một tác rồi đi đâu nói tôi là quan tâm một tác. Thì cái này ngài thấy ngài cũng sợ rồi đó, ngài cũng sợ luôn đó. Cho nên là cái thước của Mật giáo nó hơi khác vì nó thành cái hệ thống được, dùng cái không thể nghĩ bàn để thành hệ thống. Thì đó là cái con đường mà một vị hành giả thường đi trên đó. Thì qua đây chúng ta thấy cái cách mà chia phân chia gọi là căn cơ của Ấn Độ khác với cách chia căn cơ của Trung Hoa. Căn cơ của Trung Hoa cái người mà gọi là lợi căn tức là những người phải rất ư là nhạy bén, rất ư là thông minh, rất ư là có trí tuệ. Và những người mà căn cơ bậc thấp đó, tức là những người bình dân giống như mình, không có học Phật pháp lâu, ngồi thiền quán không có vô trong định được, thì giới cũng trở ngại vân vân. Nhưng mà bên Ấn Độ không có phân chia mà, phân chia theo sự phát tâm, tức là cái tâm thức mình nó mở rộng được bao nhiêu thì mình được chấp nhận bấy nhiêu. Mà qua cái hình ảnh của ai mà biết được như này, ai đây chúng ta cũng học rồi đấy, đó là ngài Bạch Đạt. Bạch Đạt ngài là hai chữ học không thuộc đấy, hai chữ học không thuộc, câu kệ học cũng xong nhưng mà vẫn là lợi căn. Lợi căn là cái chỗ mà đuổi về không chịu này. Ông anh cũng nói ngu quá đi, ở đây chỉ là gọi là sao mất hạt tăng đòn thôi, không có thể hiện được một cái bản chất của một người xuất gia. Và vì nó nói không, em muốn tu, em muốn xuất gia, em muốn giải thoát, không có về khóc hù hù lớn cả đầu rồi vẫn khóc hù hù ôm chân người anh. Người Phật thấy mà nó nói chuyện là dễ vô Phật truyền cho pháp là xong, chính là hạn. Dĩ nhiên thì chúng ta thấy đó là lợi căn, nhưng mà lợi căn cho loại người trung bình hướng đến giải thoát cá nhân thì nên cái sự phân chia nó khác. Ngài này rõ ràng không phải là một người thông minh, không phải là một người hiếu học hay nói, nhưng mà đơn thuần chỉ có một cái ý niệm là tôi muốn giải thoát, tôi cầu giải thoát. Thì chúng ta bây giờ mình quay về hành trình mình, có thể là mình được sanh ra với cái vốn liếng là thông minh, hoặc là cái vốn liếng cũng trung bình, hoặc là cái vốn liếng không thông minh lắm, điều này không quan trọng, mà phải kiểm nghiệm lại tôi muốn gì, tôi muốn gì, tôi muốn thỏa mãn trong cuộc đời này. Nhìn mấy đôi tâm hồn nhẹ nhàng, nhìn nước chảy theo dòng nước, tôi đợi, tôi bỏ phiền não tôi vào dòng nước giống như những cái hoa rơi thì cũng nhẹ nhàng, cũng an lạc, nhưng mà sẽ không đạt được cái mà Đức Phật muốn cho chúng ta đạt. Thì cái đó Đức Phật gọi là cái người bậc trung, bậc hạ, căn cơ bậc hạ, chỉ nhắm đến cái vui của luân hồi, hay cái vui, dạ, cái vui của luân hồi, sống trong luân hồi, cái vui, mình vui từ đời này, mình vui qua đời tiếp sau rồi cái vui tiếp tục tới, lâu lâu buồn cái mình cũng tiêm, là cũng tiêm mà tiêm chơi vậy, là cũng vui mà ăn trái bàn đào, uống nước cam lồ, uống sương ở nhà liễu, nhà con ăn nhỏ xuống gì đó, nhưng mà không phải là cái ý nghĩa thực sự.
giáo lý của Phật hướng đến tập sự của chúng ta. Mà chỉ khi nào chúng ta đi ngày là đạt được là cái tối thiểu mà giáo lý của Phật muốn đưa cho chúng ta là nhắm đến thầy thôi. Chúng ta phải làm sao cảm thấy là tôi muốn giải thoát. Mà bây giờ muốn giải thoát là giải thoát cái gì? Thì nó thôi giải thoát khổ. Giải thoát khổ thì cái người mà họ chỉ nhắm đến cái vui trong luân hồi thì họ cũng giải thoát khổ. Chứ đâu phải họ không có giải thoát khổ đâu. Thành ra cái giải thoát ở đây thật sự là giải thoát sanh tử luân hồi. Mà nói đến giải thoát sanh tử luân hồi là chúng ta không biết sanh tử luân hồi là gì cả, không hiểu sanh tử luân hồi là gì cả, rồi đôi khi mình còn nghi ngờ không biết sanh tử luân hồi thật không. Đức Phật nói thì nói như vậy rồi mình lỡ mình là Phật tử, mình lỡ sanh ra trong nhà đạo Phật rồi thì thôi mình cứ chấp nhận như thế có sanh tử luân hồi. Cho nên rất khó mà để trong tâm của chúng ta nó sanh được cái ý niệm, cái sự khao khát chấm dứt sanh tử luân hồi. Vì cái khổ như nãy đã nói, khổ đế nó sẽ thăng cấp, tức là cái khổ đế mà của phàm phu của cái giai đoạn đầu là khổ đế của hiện tại đấy, sanh lão bệnh tử cầu bất các cái việc yêu quân đó, ngoại hành và khổ, phải là khổ ngoài khổ là khổ, nó vẫn nằm ở trong cái sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái khổ hơn đó là chính bản chất sanh tử luân hồi. Thì chúng ta phải chấm dứt cái này thì mới là tỉnh trung căn, mới là trung căn. Mà trên cái sanh tử luân hồi, tại sao sanh tử luân hồi? Vì sanh tử luân hồi cho nên có tám cái khổ kia, có ba cái khổ kia, nên sanh tử luân hồi có thể được xem như là nhân của ba khổ kia. Vậy thì cái gì là nhân của sanh tử luân hồi? Đó là vô minh. Vô minh tức là cái sự hiểu sai lầm đối với hiện hữu này và đối với hiện hữu này, cho nên đưa đến sanh tử luân hồi. Thành ra cái trên cái vấn đề mà muốn chấm dứt sanh tử luân hồi hay muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, tức là muốn chấm dứt vô minh, muốn chấm dứt vô minh. Mà vô minh chấm dứt, muốn chấm dứt vô minh thì không thể không phát bồ đề tâm, không thể thành Phật, không thể chứng A Nan Đa La Tam Hiệu Bồ Đề mà đòi chấm dứt vô minh. Cái điều này không có, không xảy ra, tức là bắt buộc phải đi trên con đường thành Phật. Thì như vậy chúng ta sẽ mới đúng là cái con người, cái gọi là thượng căn, thượng căn như vậy. Thì tất cả những cái này nó là cái giống như cái hạt giống vậy. Cái hạt giống mà chúng ta gieo vào trong cái tâm thức và chúng ta kiểm nghiệm đó. Không kiểm nghiệm đó. Không phải là mình gieo vào đó nó chết. Không phải là mình chỉ phát tâm một lần rồi nó chết được. Không phải là tôi bây giờ tôi lỡ thích vui ở trong cái thế gian này, tôi lỡ thích ở đây, tôi chơi, tôi đi tiếp tục là sao, tôi chơi tiếp tục thì hả? Rồi thôi, không phải. Nếu như vậy thì cái nghiệp của đạo Phật của chúng ta nó không khác gì nghiệp của Hindu. Mà chúng ta thấy rõ ràng có thể tăng cường, có thể thay đổi, có thể tăng cường, có thể làm cho nó tốt hơn. Cho nên không sao. Trước đây mình không có, bây giờ mình có thể có. Và ngược lại, bây giờ mình có thể nó lùi sụp. Thậm chí tới Bồ Tát Bát Thiện, xin lỗi, dưới Bát Thiện Thất Thiện mà còn có thể lùi sụp, cũng chỉ là chúng ta. Thành ra phải rất là cẩn thận, rất là cẩn thận. Thì ở đây ngài Mã Minh, ngài có viết như thế này ở trong cái tác phẩm
Chimodichita Pavana của Ngài thì nói như vậy: không hại ai với tâm chân thật và tâm sạch, không hề trộm cắp và bố thí mọi tài sản của ngươi là hành vi khiến tái sanh hạnh phúc. Thấy giống không? Mình nghĩ là những cái này là đã là tốt lắm rồi, không? Không hại ai với tâm chân thật và tâm sạch, không hề trộm cắp, tức là giữ năm giới, nói chung là tóm lại giữ năm giới vẫn giữ cho chúng ta được. Có thể chúng ta sẽ hạnh phúc vì chúng ta đời sau cũng sinh ra làm người, sinh ra trong một gia đình cha mẹ thương yêu, có tài sản vân vân, nhưng mà rồi chúng ta vẫn tiếp tục rồi là một khi thấy khổ đau của linh hồn, đó là điều thứ hai là nếu mà thấy khổ đau của linh hồn, ngươi theo lộ trình đúng để rời khỏi nó và loại trừ hai hành động tội lỗi, đó là hành vi khởi tạo sự an nhiên. Người thượng căn nên tu tập tất cả điều này, đó là những ngã đường của sự quyết tâm tối cao cho giải thoát. Thì đối với giải thoát thì chúng ta phải thấy được hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta phải thấy được luân hồi, như Ngài nói là không thấy được cái khổ đau của luân hồi thì chúng ta sẽ không rời khỏi, không muốn rời khỏi. Và thứ hai là chúng ta phải thấy được cái hoạt động của gì, hoạt động của gì thì chúng ta mới có thể thoát ly được, chúng ta mới có thể phát được cái tâm mạnh mẽ. Khi nhận rằng chư pháp giai không, đây là những câu đầu tiên nha, biết rằng tất cả các pháp đều không, tạo dòng chảy từ bi cho mọi chúng sanh, vì nó là không cho nên mới có thể có tâm từ bi. Nếu không có tính không hiểu tính không, không đạt được cái tri thức về không, thì những cái mà chúng ta thấy rằng tôi từ bi nó không phải là từ bi, nó là cái thương yêu, cái đối đãi của thế gian thôi, chứ nó không phải là từ bi. Những phương tiện thiện xảo vô hạn là hoạt động của quyết tâm đối thượng để giải thoát. Những phương tiện này tức là các ba la mật đó, sáu ba la mật hoặc là mười ba la mật. Thì một vị hành giả mà muốn thật sự đi trên con đường giải thoát thật sự thì phải đạt được cái năng lực này. Thứ nhất là phải đạt được cái thấy rằng bản chất của các pháp là gì. Thì ở đây là đại diện nói cái không đó, sunyata, không, tức là chúng ta phải thấy được hay là đánh tan được cái thấy sai lầm của chúng ta đối với các pháp. Tiểu thừa thì chỉ thấy phá bỏ thân kiến, tức là cái hiểu biết sai lầm về ngã, tự ngã của thân. Và đại thừa thì phá luôn cái hiểu biết sai lầm về cái ngã của cái không phải là thân, không phải là tôi. Thì khi đó chúng ta mới thật sự phát triển tâm từ bi. Vì sao? Thật sự thì cái bản chất của tâm từ bi chúng ta đều có. Bởi vì Đức Phật đã nói rõ điều này: nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mà Phật tánh là gì? Phật tánh là trí tuệ và từ bi. Nhiều khi mình nói Phật tánh mình tưởng đâu là có cái Phật nhỏ nhỏ, cái tượng Phật nhỏ nhỏ nằm trong đây. Rồi ở bữa mình kiếm cái tượng Phật bằng vàng thì mình in ra trên cái trong đây. Bản chất là trí tuệ và từ bi, nên mình muốn gì mình có. Nhưng mà sao nó bị những cái chướng hồi nãy mới nói với cái em mình thanh này, tức là nói về cái sự thanh tịnh. Tại sao mình không thanh tịnh? Vì
mình phải ba cái chữ nó che lắm, mà ba chữ này nó cũng là bốn đồng nó khi theo lý của Phật khi mà chúng ta đi sâu vô thì nó rất nhiều. Bây giờ nói sơ cái là cái đơn giản nhất đó là phiền não, nghiệp và báo, tức là quả của nghiệp. Đó là cái đơn giản nhất, cái mà thô nhất. Nó còn sâu hơn nữa, cái sâu nhất đó, thì là da, thịt và tâm, tức là biểu tượng hơn, tức là nói về sắc và tâm. Chính sắc và tâm nó vẫn là trở ngại, vẫn là chướng ngại chứ, chứ không phải là không có. Nhưng mà chướng ngại như thế nào khi mà chúng ta đi sâu vào đó thì sẽ bị biết hơn. Cho nên chúng ta thấy vì chúng ta có được cái trí nhận biết cái sự thật về các pháp, cho nên một cái năng lực khác của cái pháp đó nó mới hoạt động ra, tức là từ bi thật sự. Mà trí tuệ này chúng ta cũng có, đó là cái khả năng học tập của mình. Nó bị vốn gì cái trí tuệ của mình rất là sáng. Cái hàng cháo nó băng qua đường
là tự nhiên ở trong đứng ở cái cửa với chúng ta ăn này thấy một cái là à chạy 500 mét một phút chạy qua đôi nó về đó là mà khi lôi xong về ta lại đứng thở mà trong lúc đó hoàn toàn không nhận biết gì về cái khả năng tự nhiên xuất hiện như là super fly mà cái này là mỗi người chúng ta đều có nhưng mà vì cái sao vì cái ý nghĩ của mình nó ngăn chặn là tôi không làm được tôi không có thể tôi bây giờ lớn tuổi lắm rồi tôi già rồi vân vân và vân vân tôi trước giờ tôi không quen học mà tôi không đến gần cái người đó thì tất cả những cái này nó ngăn cản tức là những cái kiến sai lầm và đây là mới nói những cái thô những cái đơn giản chứ còn những cái vi tế hơn như hồi nãy nói về nhận định về luân hồi nhận định về vô minh nhận định về khổ đau nhận định về phiền não nhận định về nghiệp vân vân tất cả những cái đó nó che lại cái tâm thức của chúng ta không cho chúng ta phát được cái khả năng thật sự ở trong ở trong cái bản chất của mình này mà cái bản chất này là bản chất từ bi vô lượng và trí tuệ không có đối đãi ai thì chúng ta cũng có thể phát khởi hết cho nên ngài Bạch Đạt mới có thể chứng A La Hán ngài vô não mới có thể chứng A La Hán và lấy ngài ví dụ cho chúng ta thấy một vị là nói trên chuyện thế gian bây giờ là đúng phải không là đúng và một vị thì nói trên chuyện thế gian bây giờ là rao giải giết người hàng loạt ở đây ai có ai như ngài chứ giết được mấy người rồi à, quý vị giết được mấy người rồi chín người này anh ghê vậy ngài giết hàng loạt như vậy đó 999 người hả hay là 9999 gì đó nói chung là mình nói giết 9 người là mình thấy đã kinh khủng rồi mà như vậy mà 95 đấy tại sao đây? Một cái ông mà nó là kinh khủng như vậy mà 95 là lý do gì nếu mình suy nghĩ theo kiểu mà gọi là nhân quả bình thường 1+1 là 2+2 là 4 thì nó không thể nào ra được cái đáp số mà ông mà giết người như vậy nhưng mà vì Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rõ bản chất thật của nghiệp là gì, bản chất thật của hiện hữu là gì, bản chất thật của ông là gì, của các pháp xung quanh ông là gì, và ngài chịu buông bỏ những cái vì sao mà chịu buông bỏ thì nó kinh khủng quá. Cái mà mang cái nghiệp mà giết mấy trăm người như vậy ở trong cái tâm thức nó kinh khủng quá nên này rất sẵn sàng buông bỏ không có ai muốn chết nào đi thử đi rồi cuối cùng thì anh chịu nghe bởi vì thời này không có Đức Phật nào xuất hiện để mà hướng dẫn chúng ta đâu cho nên chúng ta thấy rõ ràng là so với ngài Bạch Đạt mình thông minh hơn nhiều so với ngài Vô Não mình hiền hơn nhiều, mình thiện hơn nhiều, mà mình không chứng đạt, mình không chứng đạt, vì mình không chịu buông xuống. Thứ nhất, đối với ngài Bạch Đạt, mình thua ở chỗ phát tâm. Đối với ngài, so với ngài Vô Não, mình thua ở chỗ buông bỏ. Thành ra mình không đạt được thôi. Cái bản chất của chúng ta là có thành. Nên cái bài pháp này cái luận này ngài Atisa hay là ngài Chokhara ngài mới khẳng định cho chúng ta thấy được cái bản chất như vậy mặc dù nó có ba loại căn cơ như vậy ba loại pháp tâm như vậy nhưng mà bản chất của chúng ta vẫn là đại thừa vẫn là mạnh mẽ vẫn là có thể chứng A Lậu Đa La Tam Vị Tâm Bồ Đề nếu mà chúng ta chấp nhận. Còn nếu đến như trong kinh Pháp Hoa cái xe đau của thằng biết tình hình tử mệnh mà mình cứ mê chơi ở cái nhà nữa cái ông cha cũng đứng đây cũng thuyết phục hoài nó không để cũng chơi đã nó chưa cháy bụi mà cái cây kèo nó còn chưa đổ nó thật
minh, Thầy cũng chỉ rõ như vậy rồi, Ngài thanh điện rồi, thậm chí là Thầy long thọ ở trong cái chung quán luôn của Ngài, là cũng là để chúng ta vượt ra khỏi những cái nắm bắt sai lầm về nghiệp, về nhân duyên, về tứ đế luôn như vậy. Sâu như vậy để cho chúng ta buông xuống, mà khi nào chúng ta buông xuống tức là chúng ta kéo cái màn vào thì cái cửa sổ pha lê trong suốt nó sẽ xuất hiện và chúng ta có thể thấy không phải là chỉ qua cái nét thôi mà thấy đâu mà ra cái ra khỏi biên giới mà đâu mà thì đó là cái bản chất của pháp như vậy. Và cái con đường hồi nãy đã nói, bây giờ nó sâu hơn, cái con đường duy nhất không có một con đường thứ hai để mà chúng ta đạt được cái này, đó là Bồ Đề Tâm. Ngoài Bồ Đề Tâm là không có cái gì mà có thể giúp chúng ta đạt được điều gì. Bởi vì sao? Là chúng ta sẽ thấy chỉ nó rất là lớn chứ. Các ngài nói để mà đạt được Bảo Vị Phật thì phải có Bồ Đề Tâm, mà muốn có Bồ Đề Tâm thì phải có cái đại nguyện lực, mà muốn có đại nguyện lực thì có phải có tâm đại bi, muốn có tâm đại bi thì phải có tâm đại từ, muốn có tâm đại từ thì phải có tâm đại xả. Thì một cái quy trình như vậy. Thì bây giờ quý vị mới nghe những khái niệm sẽ nói rõ vô. Đại xả là cái tâm nhận biết tất cả chúng sanh bình đẳng, nhận biết tất cả chúng sanh là thân quý, nhận biết tất cả chúng sanh là người ban ân cho chúng ta, và phát một cái tâm thương yêu với tất cả chúng sanh, tức là tâm đại từ. Vì nhận biết tất cả chúng sanh là bình đẳng, vì nhận biết tất cả chúng sanh là thân quý, vì nhận biết tất cả chúng sanh là người ban ân, nên chúng ta phải thương chúng sanh. Không nhận biết như thế này chúng ta không thể thương, không sanh ra, không xuất hiện trong dòng tâm thức của mình. Mặc dù cái tình thương này là cái tâm đại từ, cái tâm từ này nè, tâm đại từ này nè, nó vẫn là cái tâm đại từ thấp nhất trong ba loại tâm từ mà đã đòi hỏi chúng ta một cái sự tu tập và quán chiếu như vậy rồi. Huống chi là bước lên một bước là pháp duyên từ và vô duyên từ, thì bắt đầu chúng ta phải phân tích về duyên khởi và phân tích về vô minh. Cho nên có tâm đại từ tức là có tâm thương yêu và thấy chúng sanh khổ đau, tức là thấy luân hồi, thấy chúng sanh khổ đau trong luân hồi, thì chúng ta mới phát được cái tâm đại bi, muốn đưa những người thương của mình ra khỏi khổ đau, ra khỏi luân hồi. Còn nếu mình không thương thì mặc kệ, phải không? Cái thằng bé kia nó chạy ra được, có chiếc xe đụng rồi mình ngồi đây mình cứ la và mình nghĩ vậy là tốt nhất, tốt lắm rồi, nhưng mà nó là cháu mình, là con mình, vậy đó mình chạy gào ra rồi không thể la, phản ứng vô điều kiện luôn chứ không phải là có điều kiện gì nữa. Thấy là tâm chúng ta cũng y hệt như vậy. Cho nên ai mà nói tôi có tâm bi mà không có được tâm từ thì biết là cái bi này nó có bi nào chứ, nó là cái gì đó, nó là giả, hoặc là nó đang được điều hành điều khiển bởi một cái ý đồ gì phía sau chúng ta không biết. Giống như là một cái ví dụ mà thấy cái mắt nhanh nhãn trong xảy ra trong mấy năm trước được vé ra nước ngoài, đó là tại thiện nhân. Bill Gates, trước đây ai có
ô ông này sao mà tốt quá, làm việc từ thiện nhiều quá, donation là spend cái gì đó đi, mà ông vừa học thôi, chứ mà từ thiện, quyên góp, quyên góp nhiều tiền như vậy, không. Nhưng mà cái đó là cái khổ bên ngoài đó, đó là cũng là cứu khổ, nó đàn đúng không? À chỗ này cần gì đó, nhưng mà cái mục tiêu luôn. Điểm lộ ra sao nhiều năm rồi. Bởi vì không có thật tâm từ, không có thật tâm từ, cho nên cái mà hiện ra như là biên nó cũng không phải là thật biên. Mà vì chúng ta có tâm bi thật sự rất muốn cứu khổ chúng sanh, rất muốn đưa chúng sanh ra khỏi luân hồi, nhưng mà không có khả năng, không có khả năng. Mình phải vui chơi à? Không có khác. Vì vậy mới phát cái nguyện được. Tôi muốn, I want. Tôi phải làm được. Và từ cái việc mà tôi muốn, phải là tôi nguyện đưa tất cả chúng sanh ra khỏi luân hồi, nên mới đưa đến cái vấn đề phải thành Phật. Vì không còn cái nào khác ngoài cái thành Phật hết. Mới tâm Bồ Đề nó mới bùng. Còn không phát tâm thiện mà làm việc thì việc đó vẫn là việc của mình.
thì lại thấy là phước đức rất nhiều. Phước đức rất nhiều mới thành tham ái tự tại, chứ không phải là tự nhiên, tức là thành ma đó. Chứ không phải nói ma là chết chứ mà phước cơ của cái ma này không phải. Ma nó không là ma, nó không có tự ma đâu. Chứ không phải là cái thiên ma kia. Cái mà Đức Phật nói ở đây là thiên ma hành chương thiên nghiệp mà vong thức của đệ tâm ma sự là cách nghiệp của ma thiên ma, cho nên vẫn có phước vẫn tăng trưởng nhưng mà không ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì vậy chúng ta cần phải trao dồi cái bồ đề tâm nguyện, hiểu biết về bồ đề tâm nguyện, rồi tu tập về bồ đề tâm nguyện, rồi dùng cái nguyện này, dùng cái tâm này mà hành các việc ba la mật, thì lúc bây giờ chúng ta mới đi được trên con đường giải thoát đúng nghĩa. Mà muốn như vậy tức là nãy giờ mới nói đến cái đoạn phía sau đó, bây giờ mình đi thêm cái đoạn phía trước. Thật sự nếu mà chúng ta muốn đạt được cái vấn đề đại sản, muốn nhìn thấy tất cả chúng sanh là thân quý, muốn nhìn thấy tất cả chúng sanh là bình đẳng vân vân, thì chúng ta phải có phước báo, phải có công đức và phải có cái sự chuẩn bị. Và sự chuẩn bị này thì nó lại nằm ở trong cái phần của giai đoạn hay là của những người tân cơ và tu, tức là chúng ta phải học về tư niệm xứ, tư chánh tâm, tư niệm ý túc, ngũ căn ngũ lực thất bồ phật, phải học những cái đó thì chúng ta mới đầy đủ năng lực mà bước vô cái giai đoạn tu đại sản. Chứ mà nói tôi bây giờ tôi tu đại thừa rồi tôi cứ nhắm mắt tôi ngồi tôi quán là nó ra không ra, vì chúng ta không có cái dụng cụ để mà chúng ta mở được những cái mắt này. Cho nên chúng ta phải bắt đầu từ những cái căn bản, tức là giới rồi định, rồi lúc bây giờ mới qua tới, bởi vì những cái pháp mà như chúng ta thấy nó cũng phải huệ quán bình đẳng, quán từ, quán bi, pháp đại nguyện vân vân, tất cả những cái này nó phải huệ hết, chứ nó không phải là cái gì khác đâu. Mình nghĩ giống như là nó đặc biệt chứ không, thì cũng đặc biệt đó. Nó vẫn trong cái mặt pháp của Đức Phật đã đưa ra như vậy. Thành ra căn bản của chúng ta vẫn là giới, nhưng mà giới này không phải là cái giới mà cứng nhắc, không phải là cái giới mà nó trở thành ra là cái gì giới cấm thủ là cái gì đó, cái mà nó không phải là đạo Phật đó. Là gì giới cấm thủ? Giới đạo Phật không phải là giới cấm thủ, mặc dầu vẫn tên là giới, mặc dầu vẫn là cấm, mặc dầu vẫn giữ, có đầy đủ bản chất của giới, có đầy đủ bản chất của cấm, đầy đủ bản chất của thủ hay trì, nhưng mà nó không phải là giới cấm thủ. Nó không phải là cứng nhắc, nó không phải là hình tướng, nó không phải là cái bên ngoài. Giới cấm thủ nó sở dĩ gọi là giới cấm thủ vì nó bị trói buộc bởi những cái thể hiện bên ngoài, tức là cái biểu lộ bên ngoài. Trong khi giới của Đức Phật thật sự là cái vô biểu, cái nó nằm ở bên trong, cái không sát sanh chúng ta không có đo được. Người này không sát sanh gọi là hay hơn người kia, điều đó không sát sanh là không sát sanh, không có ai mà không sát sanh hay hơn, là không sát sanh dở hơn. Anh giết một con ruồi anh vẫn là giết một con ruồi, chứ không phải là tôi giết một con ruồi và một người giết một con bò, là cái người giết con ruồi đã không sát sanh giỏi hơn cái người giết một con bò, điều đó không có. Một là anh có giết hay là không có giết, mà đã không có giết thì đều giống như nhau là đều là không có giết. Nên cái đặc biệt của cái giới nó rất là thâm thúy và nó rất là sâu kín,
không có cái gì đo được, không có cái gì để mà mình dựa vào đó để làm tôi đang giữ nó rất là tuyệt đối. Vì chỉ cần đặt một cái là nó rớt liền. Giữ giới không chắc chắn 30 năm đặt con mũi ra nói tôi tôi giữ giới chắc không chắc chắn 30 năm rồi giờ đặt con mũi thành ra nó đáng so với 30 năm tôi giữ giới ra nó mạnh lắm rồi. Xin thưa 30 năm đi không có giữ giới gì trên cho nên mới thấy mình đặt một cái. Vì nếu có giữ giới 30 năm thì thấy con mũi của chúng ta sẽ không đặt. Nó đã thành năng lực của giới ở trong tâm thức, nó bảo vệ cái giữ giới. Nên cái giới của Đức Phật là ngày nào nó không, cũng không hiểu được thế, nó không khoe khoang, nó không trưng bày ra, nó không thành cái gì để mình được khoe. Không phải là tôi giữ giới là tôi rất là nghiêm túc, nghiêm chỉnh, nó không có như thế này. Nên nó cũng rất là khó, rất là khó. Không phải giống như mình đại Phật, mình thấy rõ ràng đại Phật lại lên lại xuống. Xin thưa lại lên lại xuống với cái hành tăng lại cái gì mình chưa biết nữa, được cái lại đơn giản của mình đó. Nên có lại Phật hay không cũng không ai biết được kỹ cho mình. Lúc bây giờ trong cái tâm nó khởi cái gì và nó hoạt động cái gì thì cái đó mới là cái bản chất thật, và cái đó mới là cái mà gọi là chứng minh, bảo chứng cho cái hoạt động mà bao nhiêu người cũng có thể thấy. Thành ra là chúng ta sẽ đi trì giới, rồi chúng ta tu những pháp định như là hồi nãy kể ra cái niệm xứ, cái chánh cần, cái niệm túc, tất cả những cái này là pháp của định hết, pháp của định hết. Thậm chí là ngũ căn cũng được, tất cả đều phật cũng đều là pháp của định. Tại sao gọi là pháp của định? Vì nó là pháp của tâm. Và vì nó là pháp của tâm cho nên trước đó chúng ta phải luyện tập những cái pháp của tâm mà thô, tức là sự giữ giới. Rồi qua đến cái luyện tập những cái pháp của tâm mà vi tế hơn, đơn giản, tức là vi tế hơn cái kia nhưng mà vẫn đơn giản hơn những cái huệ của cái sao. Bởi vì huệ cũng là pháp của tâm. Nên cuối cùng các nhà học Phật hay là các nhà hành giả đều nói tu Phật và tu tập là chính là cái chỗ này. Rồi tâm không có cái gì để tu cho. Nếu mà thân của chúng ta có lễ lại, thân của chúng ta có tụng niệm, thân của chúng ta có cúng dường thân cửa vân vân thì cũng để hỗ trợ cho cái tâm nó hiểu được lộ ra rõ hơn, để giúp cho chúng ta nắm bắt được cái tâm chúng ta dễ hơn. Đôi khi mình không thấy mình keo kiệt, đôi khi mình không thấy mình keo kiệt, rồi cái tự dưng cái mình không túi ra, thấy một người nhẹ muốn không túi ra, còn ba ra, tìm cái còn cái tờ là 50 đúng không? Cái tờ là 20 không? Mà qua cái đó chúng ta phát hiện á, thì ra mình keo kiệt. Vì sao mình đang cái chuyện đấy? Vì mình không thấy lại 300 nó mình bỏ 100 trong cho người kia mà mình phải coi có còn cái tờ 50 không? Hay còn tờ nhỏ hơn không? 20 hay 10 gì không? Mà chúng ta thấy cái tâm của chúng ta rất là ẩn dấu, rất là sâu. Nhưng mà nếu chúng ta không có để ý, chúng ta không có theo dõi nó, rồi chúng ta không dùng những cái mà bên ngoài, những cái hành động để chúng ta nương vào, để chúng ta kiếm kiếm lại, thì đôi khi chúng ta không có phát hiện và chúng ta đi dẫn dắt sai lầm, và từ đó chúng ta sẽ không có tu tập được, không tu tập được. Của cái sự quảng cáo
viên và hiện đại là quảng cáo cho đại thừa. Và sau đó thì ngài Long Thọ là cái vị mà nhân cái quảng cáo này là mới khơi mở cái mặt của đại thừa mà thuộc về đi từ cái hướng của trí tuệ phát ra. Trong khi ngài Tịnh Thiên thì phải đi về cái mặt của từ bi, cũng là một cái năng lực đó thôi, nhưng mà các ngài khai triển ra hai cái mặt khác nhau, hai mặt khác nhau. Rồi về sau thì lại càng khai triển thêm nữa là như là bên ngài vua trước và ngài Vasubandhu Thế Tông thì đi cái hướng của duy thức tức là cũng là một cái hướng nó thuộc về pháp tướng, trong khi cái mặt tiếp tục của ngài Long Thọ là cái mặt của pháp tánh. Thì cái mặt pháp tướng vẫn dựa trên cái của ngài Tịnh Thiên. Cho nên là ở đây có mấy cái mà ngài Tịnh Thiên là dạy và muốn đọc cho chúng ta nghe để chúng ta thấy cái hướng như thế nào. Phương pháp những chúng sanh khởi đầu tham gia vào mục tiêu tối thượng được Đức Phật toàn hảo huấn thị, tương tự từng bậc của cầu thang. Đó là cái trước tiên là ngài chỉ cho chúng ta cái cách để mà chúng ta tiếp cận với cái sự tu tập. Đôi khi khi mà nói đến tu tập thì chúng ta xem tu tập dường như là một cái gì nó hoàn toàn tách biệt hẳn khỏi cái đời sống của mình, tách biệt hẳn khỏi những cái kinh nghiệm bình thường của mình đối với những cái pháp của mình, mà chúng ta quên rằng giống như là tổ Phật pháp bất ly thế gian giác, Phật pháp không rời thế gian mà có thể chứng nghiệm được cái bản chất Phật pháp. Rồi thế gian mà muốn chứng nghiệm Phật pháp thì chẳng khác nào như là đi tìm trong cùng sừng thỏ. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta vẫn được cần phải được thực hiện giống như cái quy trình mà chúng ta sống vậy không? Và cái sự tiến bộ nó cũng theo quy trình như vậy mà đến chúng ta. Đó là đi từng bước, đi từng bậc một. Cho nên không có cái giống như là bây giờ nhảy qua một chút như là bên Thiên Tâm của Trung Hoa đưa ra, tức là đúng một. Thật sự thì cái mà nhiều vị hiểu lầm ở Trung Hoa ở cái chỗ là các ngài đều nói hai câu, nhưng mà mình tham quá nên mình lấy một phần của một câu. Các ngài nói là tiện tu mới đúng một, nhưng mà mình không muốn tiện tu, mình chỉ muốn đúng một. Thành ra cuối cùng mình chạy theo cái bóng vậy, và mình cứ đọc những cái câu chuyện gì mà gặp cả đám tế ngày hét thì đau, hay là mày la một tiếng rồi chửi một cái là tự nhiên chúng đạt. Nhưng mà chúng ta không biết rằng thật sự 3.000 người đến gặp ngài mà trong đó chỉ 2 hay 3 người được ngài la ngài đánh thôi, còn 2.000 mấy người đó là kêu thôi về còn tìm lại tiếp tục. Mà những cái đó đâu có ghi vô sự sách đâu. Thành ra rồi chúng ta chỉ đọc theo những cái mà đặt từng họ đặc biệt lên từng cái nắm thì ngày xưa cũng vậy thôi, tức là ở bên đó thôi. Có những người quá lâu nóng quá cứ nghĩ là mình chỉ cần đi một bước là vượt qua tất cả, mà không biết rằng phải đi từng bậc một. Và ngài chủ trương phải đi, tức là vì sao? Vì các ngài thấm nhận nhân quả một cách tuyệt đối, không một pháp nào mà không có
phải vượt à, không thể không vượt qua ba căn tử khí mà thành Phật được. Mà một vị hành giả đi trên con đường đại thừa phải phát được tâm này, đó là tâm vô úy, không sợ hãi đối với sinh tử luân hồi, không phải giống như là những người đang tơ bậc thấp muốn ở lại trong sinh tử luân hồi hướng lạc trong đó thôi, hướng hạnh phúc trong đó thôi. Đó là căn cơ bậc thấp, căn cơ bậc cao vẫn ở tiếp tục ở trong sinh tử luân hồi, không mê luyến, không sợ hãi à, và với một cái tâm vẫn muốn ra khỏi sinh tử luân hồi, nhưng mà chấp nhận ở lại, trong khi cái kia là không muốn. Chúng ta thấy được cái sự khác biệt này, cho nên quý vị chiếc Bồ Tát đâu thì ra Bồ Tát đâu khác mình à, các ngài cũng hạnh phúc ở trong sinh tử luân hồi, hạnh phúc trong cái việc mà độ sanh của các ngài, cho nên các ngài mê quá luôn rồi, thậm chí là ngài quan tâm Bồ Tát thành Phật rồi mà còn quay lại sinh tử luân hồi là quan tâm Bồ Tát để tiếp tục được ở trong sinh tử luân hồi thế này à, nếu chúng ta là một kiểu mà chỉ bán là mình sẽ xây dựng chính mình thì rõ ràng Bồ Tát. Cho nên mấy anh chị mà học Lâm Già, học Lâm Già đấy, ai là Nhất Sĩ Đề? Bồ Tát là Nhất Sĩ Đề, thấy không? Vì Bồ Tát buông bỏ niết bàn, buông bỏ niết bàn, buông bỏ sự chứng quả Phật mà chấp nhận tu lại ta bà, hành Bồ Tát đạo độ sanh. Thì nó ổn, vậy thì Niết Sinh Đề và Niết Sinh Đề nó khác nhau, tức là Niết Sinh Đề của ngoại đạo của bất tín và Niết Sinh Đề của Bồ Tát cũng là một cái niệm, xin đưa một cái niệm mà không phải đồng nhất, thứ hai mà phải à, thứ một mà phải à, thứ giống mà phải một thứ giống nhau mà không phải một à, thứ à, thứ cùng một cái trạng thái nhưng mà nó là hai khác biệt à, chữ đó là hai. Thì cái điều mà ngài muốn nói ở đây nhắc nhở chúng ta phải thấy rõ con đường của mình, vì thấy rõ nên chúng ta mới có thể từng bước một mà đi, chứ không thể mà mình không thấy cái lộ trình. Hay nói một cách khác là ơn và phước học Phật pháp nhiều, học thật là kỹ à, thí dụ mình nói biết được thôi, bây giờ cho dễ đơn giản mình là nhân viên mình sang ra làm người Việt, mình có nhân viên với những cái văn bản gốc tiếng Hoa thì học dùng cái lộ trình của ngũ vị mà tổ thiên tha đã lập ra cho mình, học bên đâu bên Tây Tạng bên Ấn Độ rồi nó xa xôi khó quá, rồi học thế này thấy rõ ngũ vị phạm phu vị tư vị gia vị thông đạt vị tu trì và chứng quả vị, để nó sáu được không? Tại vì chúng phạm phu vị mình đã chưa được, đừng tưởng là mình phạm phu mình chưa được phạm phu theo là thiên tâm. Bởi vì khi nào mình tu vô thập tín thì mình mới bước vô cái phạm phu vị, còn mình chưa vô thập tín thì mình chưa phải là phạm phu, mình là cái gì đó thì còn chưa biết, chưa biết. Và một bài kệ tiếp tục của ngài đó là học tiên ngừng các việc thất đức, tiếp theo ngừng sai lầm thiện ngã, cuối cùng dứt tất cả tạp kiến. Ai hiểu điều này là bậc tinh thông. Ngài muốn chúng ta ba việc thôi, ba việc thôi cũng nhiều, ngừng ba thứ, ngừng các việc thất đức tức là ngừng cái tâm muốn hại người, đó là thất đức, cho nên là ngừng cái tâm muốn hại người, nên cái ngừng cái tâm đeo đặt cái tâm cho người khác để nó thuộc về thất đức, ngừng sai lầm về ngã, thấy rõ cái vô ngã của thân của tôi, thấy rõ điều này, và thứ ba dứt tất cả tạp kiến, thấy rõ tất cả các pháp chung quanh Phật, thấy rõ không không có tiếp tục, không có
thì ngủ liên tục. Nếu mà chúng ta biết được ba điều này xong rồi đó, không cần làm gì hết, không tăng bằng chợ như là tăng tăng thì chẳng đau gì, không tăng bằng chợ biết được đó, xong rồi đó. Ba loại, ba điều thì đây cũng là ba điều đúng đó. Biết là gì là hàng chân cơ thấp, giữ cái tâm thân giới, không hại người, không làm người khổ đau, giúp cái hiểu sai lầm về tự ngã, đó là thân cơ bậc trung, có thể thoát đi sanh tử luân hồi, tiến vào niết bàn, phá tất cả các kiến, là người thân cơ bậc trung, thấy rõ niết bàn và luân hồi không hai không một, khổ đau và hạnh phúc không hai không một, vượt qua tâm hữu nhiệm.